Và kính thưa quý vị, cuộc triển lãm những đồ vật của danh ca David Bowie tin từ London. Lần đầu tiên trong 30 năm, khán giả hâm mộ David Bowie có thể xem qua những đồ vật thuộc về người ca sĩ này. Một cuộc triển lãm bán ra những tấm bích chương và đồ vật lưu niệm của David Bowie đã được thực hiện tại phòng triển lãm The Movie Poster Art Gallery ở London với tựa đề là David Bowie Golden Years 1969-1981. Ngôi sao của cuộc triển lãm này là tấm bảng Kanye West vì được chụp ngay trên hình bìa của đĩa nhạc Ziggy Stardust and the Spiders from Mars của David Bowie. Hiện thời được hồi phục và trưng bày chung với tấm hình bìa khổng lồ, rất nhiều khán giả hâm mộ không hề biết tấm bảng hiệu vẫn còn hiện hữu sau khi bị lấy đi từ đường của Hayden ở West End. Kể từ ngày phát hành đĩa nhạc Space of Oddity vào năm 1979, ca sĩ này đã là một tên tuổi lớn trong làng nhạc đương thời thế giới. Cuộc triển lãm theo dự trù sẽ được kéo dài cho tới ngày thứ Bảy 1 tây tháng 12, 2012.